kêu. Anh kêu sao? Tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đi rồi. Nhưng họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em cũng không biết tại sao nữa. Chắc có lẽ là em đã yêu. Em đã yêu. Mà người ấy là ai? Là một người xa lạ lắm. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Anh chưa xa. Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội, có phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều, từ bấy lâu nay em có mắt mãi trong tim. Mà vào đây đã muộn mà rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chấp chiều trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo những món thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em không hiểu được gì, anh đã buồn đã cố gì ấy, và từ đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng. Nhưng mấy năm năm theo ngày tháng lạnh lùng, anh muốn nói với một người nỗi đau sầu gì. Nhìn anh mây bay lòng bóng sắc xe buồn, lòng dũng tướng chậm nghe mềm yêu khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chiếu xa, anh đã yêu vì yêu mà đau khổ, chắc là bỏ yên cương rồi đau tim xòa tóc mày tổ ma thắm môi hồng. Giữa lúc chiến trường còn đang khói lửa mà em lại sầu khổ nhớ tình ấy. À các thiên kiều, có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện? Không, họ vẫn hững hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn gần gũi tóc gan mà như dạng đi quan sang tình cấm đến nơi mình đành bế dòng. Tóc mây quần hoài bay trong gió lòng như đông em đã bảo dậy tôi rồi. Tiếng kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên
nếu một mai nhớ xa trường anh đúng chưa đi cay là người đắp mộ cho anh. À thưa Tiên Kiều, anh không phải thản nhiên nhìn em đau khổ, anh cũng tiếp tục căng thẳng để mất em. Anh chưa xa, anh nói gì là vậy? Anh sẽ nói là anh yêu em. Hả? Yêu em? Yêu em gái ruột của anh? À khác chưa xa, anh biết lỗi rồi phải không? Vui tươi và hạnh phúc. Xin chào.